sáng tài năng. Cha cha, thí sinh tiếp theo là một cậu bé rất dễ thương và vô cùng điển trai. Liệu có giám khảo nào sẽ siêu lông vì vẻ đẹp này không ta? Chào con. Trời ơi, soái ca nào đây ta? Wow, ai đã chọn cho con trang phục đẹp quá vậy? Mẹ con. Mẹ con hả? Con có run trước khi mà bước vào căn phòng bên trong không? Không. Không hề run luôn. Trời ơi, coi nè. Lịch lãm quá. Con với cô mặc áo cùng màu luôn ấy, đi vào chung với nhau là đẹp luôn á. Ừ. Con bây giờ mình phải làm thế nào để mình thể hiện cái sự quyết tâm của mình để chiến thắng, mình được vào vòng trong đi. Yeah. Thể dục. Chào con. Ôi trời ơi, xinh quá. Con xin chào ban giám khảo. Ơ, con làm gì đây? Đây làm gì đây? Con hồi hộp hả? Con có run không? Không. Ôi xinh quá. Ôi, xin quay ra nhỉ. Con tên gì nè? Tên Nguyễn Đức Anh Khôi. À, con bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Tôi hỏi nè, ở hàng xóm xung quanh ở nhà của ai nó con đẹp trai chưa? Chưa. Chưa hả? Trời ơi, đẹp trai. Đẹp trai không ai khen vậy hả? Con giống ba hay giống mẹ? Con không biết. Con không biết rồi hả? Nào, thì nào hát nào. Rồi, mời con hát. Hơi dài quá. Mali. Oh. Mali đời ta. Oh Mali đời sống với cây đàn. Tình tình tang giàu phím rồi ca vang. Chiều em nhìn phía sang mây ngàn. Dù lòng ta giao khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát mong mưa rơi. Rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát mong nắng tươi. Con giọng ấy say chưa? Bé quá rồi. Buồn mẹ. Sao con này có thể tập được dưỡng sinh như thế? Con diễn cái này là ai chỉ cho con? Mẹ con. Rất là tập dưỡng sinh luôn. Mẹ con chỉ con này làm hả? Làm đúng như này luôn. Này nhưng chú ai chắc đừng làm nhá, không được hay cô làm gì. Cô chỉ cảm thấy gục đầu trước vẻ đẹp của con thôi. Đúng vậy, con quá đẹp trai. Cô chỉ tập trung vào nhan sắc của con mà thôi. Chính vì vậy chú Isaac sẽ là người nhận xét phần thi của con ngày hôm nay. Chú Isaac sẽ là người thay mặt hai cô quyết định. Chú rất là thích con. Tại vì thứ nhất là con rất là hồn nhiên. Một điều nữa là rõ ràng là con là một cậu bé có một cái chất giọng rất là vang và rất là sáng. Có nghĩa là một cách tự nhiên như vậy đó là con hát vang cả cái phòng này luôn. Có điều đó không phải ai cũng có được. Nhưng mà chú nghĩ là con vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc thi này. Bởi vì chú nghĩ rằng là con có giọng hát nhưng mà thực sự là giống như ở độ tuổi con, cái khả năng gọi là hiểu của con vẫn chưa biết cách sử dụng cái giọng hát này để cho nó tốt hơn ở những bài hát khác. Thì chú nghĩ rằng là mình về mình tập thêm và năm sau chú gặp lại con được không nhé. Ok, lên đây cô Phương tặng con món quà nè. Cô Phương tặng quà cho con đẹp trai. Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Đẹp trai hôm nay thích quà gì? Đẹp trai là hai món đây, cho món này. Thế lấy món này không? Đây ta tên. Cảm ơn hai cô. Cảm ơn con. Bye. Khuôn đẹp trai quá. Đúng quá sáng tài năng.